gia đình Dũng chưa ăn sáng luôn, chở Nhi từ nhà lên tới đây là bây giờ là cũng là trưa rồi, khoảng 11 giờ trưa rồi, cho nên mình ăn trưa luôn xong mình mới đi chơi. Đồ ăn thì mình qua bên Hy Nhà mua đồ ăn bên Hy Nhà mình ăn, đem theo vào có gỏi cuốn nè, rồi nước rau má. Rồi mời các bạn dùng bữa trưa với Dũng nha, bà gia đình nha. Cái nhà Dũng đã ăn uống xong thì bây giờ mình sẽ đưa hai mẹ con, vợ con mình á đi tham quan ở công viên. Rồi mời các bạn đi với Dũng nha. Đi con. 2, 3, ui trời. Nhi thú rồi Nhi. Khu thú bóng vuốt rồi Nhi. Đã chưa? Nhi chưa thấy bong bóng thôi. Nhi là bong bóng. Bây giờ bự hơn con bò luôn, ghê quá. Đây là con gì? Con nai hù. Nào Nhi con nai hù quá trời luôn Nhi. Nai hù quá trời luôn. Có con nai con nè, xíu vào đây nè. Đó. Em bé Nhi kìa. Em bé Nhi Nhi kìa, Nhi kìa. Đi em, qua đây. Nai hù quá trời luôn, ở đây nữa nè, quá trời luôn nè. Qua đây nhiều lắm nè. Qua đây nhiều lắm nè. À Nhi, đây có Bambi nè Nhi. Nhi chưa biết Bambi, nhà không có Bambi cho Nhi chơi. Wow. Chứ là đây nhiều lắm nè, cho Nhi coi nè. Nè nè. Wow. Đã không Nhi? Đã không? Đã không con? Quá trời luôn. Bên kia người ta phát chuối để cho trẻ con. Không không? Như bán. Đâu, người ta vừa phát mà. Nè, ta chuối. Nhi coi Bambi. Bán chuối đâu? Hết không? Nhiều quá ha. Lâu ngày vô đây nó đẻ quá trời luôn. Đó các bạn, bên đó là khu Thị Nghè các bạn. Khu Dũng sinh sống 26 năm. Ở bên đó từ lúc mới sinh lên đến 26 tuổi. Thì bây giờ bên đó vẫn còn nhà của Dũng, ông bà nội, ông bà ngoại bên đó. Nhi ngồi xuống con té. Ngồi xuống con. Cho Nhi ngồi xuống. Ngồi xuống coi con, ngồi xuống coi. Kìa Nhi coi, kìa Nhi, Nhi kẹt tay nó đâu. Nhi à. Mấy con nó ăn đó con. Dịn con. Nó đứng cũng được mà phải dịn. Ngồi đó con. Nó đứng cũng được nhưng mà dịn. Đứng dễ thấy không? Em có được anh xem cho em. Chị ơi, dịn nè.
Ok, mình đi coi tiếp thú khác nha con. Đi nha. Rồi đi, mẹ đẩy đi. Vườn hu vườn nai rộng quá. Tính ra là cũng rộng lắm á. Đi cũng mấy trăm mét rồi mà chưa hết nữa. Mình đây có đập dịch tôi nè các bạn. Sở thú hôm nay đi ngày thứ bảy, thành ra đông vui lắm. Quá trời hu nai luôn. Vườn hu nai là thú hiền, thật ra được nhốt ở mé ngoài đầu tiên gần khu dân cư. Nhà Nhi ơi, con đi đâu á Nhi? Wow, con này nó bự, nó cao hơn con bò luôn các bạn. Bò Việt Nam mà không bằng con này nè. Đây nè các bạn, bự lắm á, bự hơn bò á, cao hơn. Nó chỉ ăn cái cỏ non thôi con, cỏ mà già nó không ăn đâu con. Các bạn, thì tiếp theo là đến chuồng voi huyền thoại. Chuồng này từ lúc mà mình còn nhỏ xíu vào đây mình chơi tập thể dục buổi sáng và tập võ buổi sáng ở đây nè. Lúc đó mình mới học lớp 3 thôi. Cho Nhi coi cho voi đi. Cho Nhi đứng ở đây nè, cho Nhi lên ghế đứng nè. Ôi, mấy con voi nó buồn ngủ, nó ngủ trưa kìa. Rồi ngủ trưa rồi các bạn ơi. À, Nhi đứng như coi voi đó. Con voi ơi. Ông voi à. Rồi không ăn voi xong rồi bây giờ mình đi tiếp nha. Rồi cho Nhi lên xe luôn. Đây hươu cao cổ đây Nhi à. Nhi coi hươu cao cổ nha. Thấy bạn chơi đồ chơi đòi hả? Ở nhà Nhi có đồ chơi đó rồi, không có mua nữa đâu. Rồi Nhi hươu cao cổ này Nhi. Wow, hươu cao cổ kìa Nhi. Wow. Đây đang ăn cỏ đấy. Wow. Điêu. Hươu cổ đó Nhi. Wow, hươu cổ đang ăn á. Không con. Hay chưa? Tao biết rồi. Không có thầy to lớn. Cổ đó.
chúng ta tiếp tục đi coi con thú khác thôi nha. Rồi quẹo phải luôn vô chuồng hà mã viên dê luôn. Wow. Wow, lên cây dê luôn. Lên cùng dê. Dê con. Rồi hai tay dạy với nhau cầm với nhau. Thôi như sợi dê. Ok, qua coi hà mã đi. Nhi sợi dê rồi. Về bà cho Nhi coi lại bằng YouTube ha. Đây, con hà mã đây. Hà mã dưới hồ. Hà mã nằm phơi nắng dưới nước. Hà mã bự quá. Đây đi tiếp nè. Ở đây có con hà mã nữa nè. Của hai con hà mã luôn. Wow. Nhi có thấy gì không? Hà mã. Nó bơi chụm chụm dưới nước á. Con nguyên hà mã bơi dưới nước rồi. Hà mã. Con hà mã. Chà, hà mã. Hà mã. Ok, mình đi coi cái khác nha. Đây, mình đi đến khu chim cảnh. Ở đây có xe chơi trò chơi xe đụng nè. Nhi chưa biết chơi đâu. Gà lôi. Đây là con gà lôi. Thằng lằn đổi màu. Ở đây có con rùa nữa nè. Con rùa kỳ đà kỳ nhông như thằng lằn nữa nè. Đây là cái hồ nước huyền thoại. Thì hồi xưa nó không phải là con ếch, mà xưa đó là ở trên nó là cái hồ kiến, có con cá tá tượng Việt Nam ở trong đó. Và bây giờ đổi thành con ếch rồi. Ở đây là mấy con cò. Trong chuồng này là mấy con cò. Nó đang tìm mồi dưới nước và một số con này trên cao. Kiếm đồ ăn á. Đây bên
Hai đây là hồ Sen Huyền Thoại. Cái hồ này có từ lúc mình còn rất là nhỏ luôn. Và kiến trúc này nó không thay đổi gì hết, nó vẫn vậy. Chỉ có thêm cây cảnh cho thôi. Ok đi con. Che nắng cho con đi. Ngồi dựa vô con che nắng nè. Lúc này cảnh ở đây thiết kế cũng đẹp. À ứa chà. Hoa đẹp đâu Nhi, hoa đẹp đâu Nhi. Chịu quá. Hồi đó mỗi ngày sáng sớm mình vào đây để tập võ đó. Lúc đó mình học lớp 3 thì 4 giờ sáng là mình đã cùng với lại anh em thầy kia rồi chạy vòng vòng hết cái sở thú này. Lúc đó là đường Nguyễn Hữu Cảnh chưa xây nữa à, cho nên sở thú nó rộng thêm bề ngang. Sau này thì Nguyễn Hữu Cảnh xây lên con đường cho nên là sở thú bị mất bớt một đoạn đi. Bên kia hồ nghe cù lao có mấy con cò trắng nữa. Ok, do mình đi buổi trưa cho nên trời cũng mát được một lúc và bây giờ nắng bắt đầu lên trở lại. Thành ra vợ chồng mình sẽ kiếm cái quán nước mình ngồi nghỉ tí. Cho Nhi nghỉ ngơi, vợ mình cũng nghỉ ngơi tí, uống nước. Em ơi qua bên đây nè em. Vợ chồng mình giờ đang ngồi nghỉ chân cho Nhi nghỉ ngơi, ăn bánh. Nhi là ăn bánh à. Con có bú sữa không? Rồi đang khi ăn bánh. Nhi thích ăn bánh hả? Không thích uống sữa hả? Đâu kính đẹp đâu, khoe ba cái kính đẹp đâu. Kính nha, lời kính nha Nhi. Thôi ăn đi, con mâm đi, con mâm lên ba coi coi. Giỏi nè. Giỏi quá. Ở bạn dùng với Dũng nha. Con ăn chân cút không Nhi? Không Nhi? Anh bánh anh ăn. Con ăn chân cút hả? Đây là đầu bên kia của hồ. Thì xa xa có xe tàu điện đang chạy chở du khách đi tham quan sở thú. Bé Nhi à, con ngồi xuống té đó con. Nhi quậy lắm. Các bạn thấy Nhi quậy không? Té đó nha. Xe điện kìa Nhi, 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 xe điện kìa Nhi, Nhi. Xe điện kìa. Xe điện đâu Nhi, 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 xe điện. Xe điện nè. Sở thú lâu ngày mình vào lại thì cũng có nhiều cái đổi mới. Chỗ này cũng hay hay, làm nó thiên nhiên một tí. Cái con cò thì nó ra ngoài cù lao, nó ở ngoài đó. Dưới hồ thì có cá chép kìa, có cá kia, nhưng mà có lẽ là mấy con cò cũng bắt cá nhiều rồi cho nên cá nó trốn xuống dưới nước hết rồi, xuống dưới sâu á. Sở thú ngày dần thay đổi, có thêm những cái chuồng thú và những cái cảnh nó được thiết kế thêm. Mình cũng lâu rồi không có vào sở thú, thành ra với mình là mới mẻ. Nhưng mà với một số bạn và thường xuyên thì có lẽ đây là chuyện bình thường. Nhưng mà mình nhận xét được rõ bởi vì từ nhỏ mình đã từng vào đây rất là nhiều. Mỗi ngày mình vào 2 lần, 4 giờ sáng và 4 giờ chiều, 5 giờ chiều mình vào đây để mà tập võ. Kìa đây nó vẽ hình con lên cẩu nhưng mà không biết phải không. Đây mình xem chỗ này là con gì nha các bạn. À là lên cẩu thiệt nhưng mà nó múc đằng kia kìa. Đây nó đây. Chỗ này không biết được mấy con.
hai con. Bên đằng kia, ở đằng xa xa. Tính ra con này nó bự hơn con chó bình thường nhiều, nó bằng con bẹt rê, bự hơn bẹt rê. Rồi mình đi tiếp nha bạn. Như các bạn, đây là con lạc đà. Thì có ba con, có một con đang nằm. Hai con lớn thì đang ăn cỏ. Lạc đà này cũng lớn tuổi lắm rồi đó. Cũng từ lúc mình còn nhỏ, cách đây 20 năm mình đã thấy con lạc đà này rồi. Nhưng mà không xác định được là có phải hai con này không nha. Hồi đó thì cũng tại vị trí này là có hai con lạc đà. Cái này con gì? Con heo, con heo rừng. Úi chà, một bầy heo rừng đây. Bốn con heo rừng nữa bạn. Heo rừng. Đấy, heo rừng nó nằm nó ngủ. Khung cảnh ở sở thú cây cối ngày càng được chăm sóc và thiết kế nhìn nó chu đáo hơn, tạo cái không gian relax và thư giãn cho mọi người khi mà vào đây. Mình nhìn cũng có nhiều đổi mới, mình cảm thấy thú vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tới một cái chuồng gần trước mặt, không biết là con chuồng gì đây. Đây là chuồng của con giả nhân, con thị giả nhân. Nhi thị kìa Nhi. Thị giả nhân kìa Nhi. Ui, con thị giả nhân kìa. Nhìn như con khỉ gì? Đây con còn giả nhân nữa đó các bạn. Nó bị nhốt trong nhà kín rồi. Hello. Đây thì người ta đang làm chuồng. Không biết chuồng đây là sửa là để nuôi con gì đây. Bên đây là cá sấu. Bên đây là con cá sấu. Mình qua đây mình coi con cọp này Nhi. Cọp kìa. Cọp kìa. Cọp đó. Nhi thấy con cọp không? Con cọp đâu? Con cọp nằm trong chuồng này Nhi. Con cọp đó. Cọp đó. Cọp đó. Giờ thế này, các bạn, mình sẽ vào ăn vườn cá sấu nha các bạn. Rồi, A1. Ôi, anh chị học sinh nhiều quá hả Nhi ha. Mất con lớn đi học đi chơi với lớp như vậy ha. Đây mình đi coi. Đây là chuồng gấu nè, này Nhi, chuồng gấu này Nhi. Chuồng gấu nè. Nhi muốn coi gấu không? Đây mình lên coi gấu nha. Đây hai con gấu.
hai con gấu, gấu lười này, gấu chó hay có gì đây, nó uống nước nè. Con này là con gấu chó đó. Ô, bắt cá uống nước gì kìa. Biết à? Con gấu chó. Gấu. Gấu chó. Thôi ba gấu nha, đi nha. Rồi chúng ta tiếp tục di chuyển thôi. Mình đi tìm cái gì đó cho Nhi chơi. Bây giờ là cũng chiều rồi. Kiếm gì Nhi chơi tí nữa đi về sớm để đường đông. Chỗ cổng chính là đường nào? Đi thẳng đi. Hôm nay thứ bảy thành ra cũng được nhộn nhịp tí. Khách du lịch của ngày hôm nay bao gồm khách nước ngoài và khách học sinh các trường đến đây và gia đình đến đây vào ngày cuối tuần, cho nên là nhìn cũng vui, không có nỗi buồn như ngày thường. Nếu vào sở thú vào ngày thường có lẽ là không nhộn nhịp như vậy. Như con gái Dũng nè, liếu lo liếu lo. Đi, đi, đậy lại cho Nhi đi. Rồi, đi đi con, Nhi đi. Ok, tiếp thôi. Sinh viên, học sinh nhiều quá. Mấy anh chị đi chơi nhiều quá Nhi. Nè em, cái chỗ này, cái vườn hoa mà mình đi hôm bữa nè. Bên phải nè, bên phải nè. Cái này là cây. Làm nổi luôn á. Muốn nhìn thấy con gấu. Hiểu không hiểu. Đây có một cái khu. Khu này là cây cảnh. Bảo tàng động thực vật. Mở cửa là 9:30 đến 3 giờ chiều. Còn thư viện là mở cửa từ 9:30 tới 2 giờ chiều. Ok. Thì các bạn là có vào tham quan bảo tàng động thực vật đó, thì mình đi canh giờ đi nha. Từ 9:30 tới 3 giờ chiều. Giờ này không biết còn vô không ta, vậy là mấy giờ thôi. Đây mình đi sơ qua cho các bạn xem nha. Bảo tàng thực vật. Wow, đẹp không? Bạn nào mà muốn chụp hình đó, thì vào đây rồi có lẽ là rất ok nha, đẹp lắm á. Có nhiều chỗ chụp lắm. Mình đi thêm một tí nữa. Rồi, cho Nhi vào tham quan hoa nè. Nhi có thích hoa không con? Cho vào tham quan hoa nha. Ok. Ở trong chỗ này nè các bạn. Ngày xưa năm 2003 mình học nhiếp ảnh này kia đồ á. Thì mình có vào đây mình học lớp chụp hình. Lớp đầu tiên thực hành tại đây. Cây cảnh bây giờ là thay đổi nhiều rồi, không như xưa nữa. Cây giờ đẹp hơn xưa. Ở đó cái lớp đầu tiên anh học cho anh chụp ảnh là vô đây chụp nè. Chụp cây, chụp chân dung. Đúng rồi.
Nhi có thích hoa không con? Rồi nhìn mặt là biết không thích hoa nè bạn. Nhìn mặt ngơ là không thích hoa nè. Úi chà ơi. Thôi vậy đi ra. Đi ra đi chơi nha. Thì các bạn thì họ Cà Vi được thành lập vào năm 1864. Ở đây còn cái chữ kỷ niệm của năm 1864. Thì vừa rồi Dũng cũng mời các bạn tham quan sơ qua vài nơi tại vườn hoa của Sở Thú ở Cầm Viên. Thì đây là bảo tàng thực vật. Mình sẽ cùng các bạn đi những nơi khác nha. Ok. Baby xin đây nè, chỗ này nè, chỗ mấy con cù nè. Hồi đó chụp hình cho Nhi lúc Nhi 6 tháng mấy. Chỗ này vô chụp hình đúng đẹp luôn các bạn ơi. Có lẽ là sắp tới mình sẽ set up chụp hình tại đây. Bảo tàng thực vật của Thảo Cầm Viên. Ok, bây giờ mình ra ngoài, mình đi đường chính thôi, tiếp tục đi nào. Có điện thoại di động hết rồi đúng không? Nhưng mà tự nhiên nhau đúng không? Là tự động liên lạc với bạn và nhau. Nhưng không thì giúp chị lớn rồi. Lạc thì thôi. Vào Facebook là một cái group. Rồi đi đâu định vị với nhau. Khỏi lạc luôn. Đây đi cái lớp đi lúc nào. Tôi muốn đi mọi người. Ủa lớp trưởng là bạn nào hả? Rồi nhịp cái biết lớp trưởng liền à. Dạ dạ. Nhi đang nhìn mấy anh chị nè. Con đi chơi với các chị không? Đi chơi không? Đi rồi thôi, biết chị dẫn lớp trưởng về luôn. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào vườn bướm đúng không? Con hướng thì thường các bạn thấy đó sao? Ừ, đẹp không ạ? Đẹp đó, đẹp rất sạch sẽ rồi. Con có sao không chị? Hả? Không. Rồi. Tôi chụp đôi bước ha. Đi không em? Có ghế cho đây không? Đây nè, bên đây nè. Rồi, các bạn ơi. Rồi, đi chơi. Đi chơi. Con công này gì? Nhi thấy con công không Nhi? Ui dạ con công nè. Đã chưa? Con công mới nằm rồi. À đằng kia người ta đi vào xem công được kìa. Đó đằng đó đó, người ta đi vào xem công được đó. Mình sẽ đi vòng nha. Đi vòng qua đây nha, mình đi vào nha. Ô đằng kia có con khỉ nữa kìa. Coi con khỉ luôn ha, cho đủ luôn ha. Đây bạn ơi, khỉ con vượn trắng nó đang nằm ở trên đây nè, đang leo lên trên đó, nó chơi trên đó, mình đi tiếp thôi. Ấy mày kìa chứ còn đứng. Ua đằng kia nhiều khỉ kìa, cái chuồng khỉ này lâu lắm nha các bạn, từ lúc mình còn bé xíu luôn á là chuồng khỉ đã có rồi đó, kiến trúc này luôn. Ô Nhi có khỉ rồi Nhi, Nhi khỉ đâu? Khỉ này nè, khỉ nè Nhi nè, nè khỉ nè, khỉ nè con. Ui khỉ kìa. Khỉ nè. Ui à. Ui con khỉ đứng ngoài luôn kìa. Đó trời khỉ luôn. Đây nhà mình cũng có một con khỉ con đây, nó đang leo đây. Ô, hai con vượn đen vàng nó leo trên kìa. Đó. Nhi à.
nhà mình đi chỗ khác chơi tiếp thôi. Các bạn ơi, ở đây cũng có thêm mấy con công này, quá trời công luôn. Oh, hai ba con à. Con chim chỉ gì đó, con công. Mà này chắc con công. Con này là con xíu á. Xíu hả? Tiếp tục đi chơi. Vào tay ra. Bé à, vào tay ra con. Vào tay á. Ồ, ở đây có tê giác nữa nè bạn. Wow, mình qua mình xem tê giác nha Nhi nha, con đi qua xem tê giác này Nhi. Đó, Nhi xem tê giác đi. Đó, có hai con tê giác, một con thì nó, một con ở đây, một con kêu vô chuồng kia rồi. Con tê giác bự lắm nha bạn. Con này bằng hai con bò Việt Nam, ba con bò Việt Nam luôn. To lắm. Rồi, mình đi tiếp nha. Ừ, vui quá. Mấy bạn nhỏ đang chơi trong công viên nước. Đây lại là trò chơi dưới nước và cho thú. Nhi bên đây là Nhi. Bạn chơi tàu nước thì Nhi. Vui quá. Bạn chơi tàu dưới nước vui quá. Úi chà. À, có một bạn nhỏ người nước ngoài đang chơi và tập lái thuyền dưới nước, được daddy chỉ cho chạy thuyền. Rồi bây giờ ba sẽ cho Nhi dọn kem nha, chịu không Nhi? Giờ anh kem nghỉ ngơi tí xíu rồi mình đi ấy nha, đi về. Các bạn thì Dũng xin kết thúc clip ở đây nha. Clip cũng khá dài rồi, mình đã đưa Nhi, con gái và vợ đi gần hết cho thú rồi. Bây giờ cũng chiều rồi, Nhi cũng mệt rồi. Mình sẽ cho Nhi và vợ uống tí nước, ăn tí kem nữa rồi gia đình mình sẽ đi về nhà. Chúc các bạn một ngày cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Với gia đình, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye.